Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình là Hùng Review và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi gì đáp nấy trên kênh FA Channel của mình. Trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại trong tầm giá khoảng tầm là 7 đến 8 triệu thì có thể tham khảo ngay cái sản phẩm Samsung Galaxy A33. Em nó đang có mức giá loanh quanh khoảng tầm là hơn 7 triệu một tí xíu mà thôi. Nhưng mà quan trọng có vân tay nhúng bên trong màn hình, có kháng nước IP68, có hiệu năng khá ngon với con chip Exynos 1280. Quan trọng hơn nữa, camera có chống rung quang học, quay được cả 4K. Thực sự đây là một con điện thoại rất ngon đến từ nhà Samsung. Đường link chi tiết về Galaxy A33 thì mình sẽ để ở ngay phần mô tả và bình luận của video này nhé. Còn bây giờ đến với số hỏi diệt đấy lần này thôi. Câu hỏi đầu tiên ấy, đến từ bạn có tên là Đạt Dương. Em có 5 triệu, anh tư vấn cho em con máy nào chơi PUBG tốt trong khoảng tầm 2-3 năm, pin trâu sạc nhanh chip rồng anh ơi. Với câu hỏi của bạn ấy, 5 triệu mà yêu cầu chip rồng và pin trâu sạc nhanh các kiểu như thế thì bạn có thể là cân nhắc và xem lại cái video top 5 con điện thoại ngon nhất tầm giá 5 triệu mà mình đã từng review. Với những con máy đấy thì sẽ có một vài con dùng chip MediaTek, đó, một vài con dùng chip rồng, nhưng mà chip rồng tầm này đại đa số đều Snapdragon 680 hoặc anh em của nó, nên là hiệu năng chiến game thì nó chưa thực sự là quá mạnh. Nên mình nghĩ rằng là nếu như mà bạn muốn cân nhắc thì nên chuyển qua những dòng điện thoại hàng qua sử dụng thì sẽ có được cái trải nghiệm tốt hơn. Thì nếu như mà tầm này bạn mua chợ tốt thì sẽ có con Poco X3 Pro hàng qua sử dụng, mức giá khoảng tầm hơn 4 triệu. Ở tầm này nếu mà bạn mua hàng lướt thì có thể là mua được con LG V50S, mức giá của loanh quanh tầm 4 triệu, có 855 chơi game bét nhè. Hoặc là có thể mua Galaxy A90 5G có 855 chơi game cũng bét nhè luôn và pin trâu nhất trong những dòng flagship qua sử dụng đó. Hoặc tầm này mà bạn cân nhắc mua những con điện thoại đến từ nhà OnePlus, có thể mua được OnePlus 7T luôn. Thì đó là những cái lựa chọn mà mình nghĩ là cực kỳ ngon và hợp lý với nhu cầu của bạn. 855 bây giờ thì anh em có thể chơi game PUBG Liên Quân khoảng tầm 2-3 năm tới thoải mái luôn nhá, không có vấn đề gì đâu. Và pin trâu thì anh em cứ kiếm mấy con pin khoảng tầm trên 4000 flagship là quá ok rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Nguyễn Hải. Anh Hùng cho em hỏi là pin lipo có thể sạc qua đêm hay không ạ? Em cảm ơn, chúc anh nhiều sức khỏe, chúc anh phát triển. Thực ra pin lipo là một trong những loại pin mà có một cái gọi là sao nhỉ, chu trình nạp xả cũng khá là dài, tuổi thọ của nó loanh quanh khoảng tầm là 400 lần nạp xả liên tục. Tuy nhiên ấy, cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm ở đây là thương hiệu nào là cái thương hiệu sản xuất ra chiếc điện thoại có pin lipo đó. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy rằng là thời hiện tại thì các bạn cũng không cần cân nhắc đến cái việc là chúng ta có nên sạc qua đêm hay không. Tại vì với những cái thương hiệu điện thoại như là Apple, Samsung, Xiaomi, Vsmart các kiểu ấy, họ đã tự có những cái phần mềm, tự có những cái cân chỉnh bên trong để làm sao để tối ưu hóa cho cái việc sạc một cách tốt nhất rồi. Ví dụ như iPhone, các bạn thấy không, là nếu như chúng ta bật cái tính năng là tối ưu hóa dòng sạc thì khi mà chúng ta sạc qua đêm nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 80% ở 10 giờ tối cho đến là 4-5 giờ sáng, và bắt đầu từ khúc khoảng tầm là 6-7 giờ sáng thì nó bắt đầu nạp nốt 20% còn lại. Điều đó sẽ khiến cho máy của chúng ta nó sẽ không có bị chai pin. Và Samsung hay là Xiaomi hay là những thương hiệu khác thì họ đều có những cách tối ưu hóa pin riêng, và điều này thì nó sẽ giúp hạn chế cái việc chai pin và sạc qua đêm tối thiểu nhất có thể. Nên là thời điểm hiện tại các bạn mua điện thoại, các bạn cũng không cần phải lăn tăn đến cái việc là chúng ta phải sạc đủ 8 tiếng cho 3 lần sạc đầu tiên đâu, cũng không cần quan tâm đến là cái việc sạc qua đêm. Nếu mà các bạn cẩn thận thì ok, sạc qua đêm là rút sạc trước khi đi ngủ là một trong những cái việc mà mình thấy rằng là cũng rất là ok rồi. Còn nếu như các bạn cảm thấy rằng là thôi nhảy mệt quá mà bây giờ mà máy của mình mới khoảng tầm 40-50% mà rút sạc thì nó không có đủ pin cho ngày mai, thì ok bạn cứ cắm sạc đi, không thành vấn đề gì đâu. Tại vì tất cả những thương hiệu điện thoại bây giờ đã tối ưu hóa cực kỳ tốt cho những sản phẩm như thế này rồi. Và không riêng gì điện thoại, kể cả những sản phẩm ví dụ như là loa Bluetooth, tai nghe Bluetooth, tất cả những loại gọi là sạc đi thì họ đều có những con chip để căn chỉnh dòng điện khác nhau. Và điều đó thì sẽ đảm bảo cho việc là chúng ta chơi game hay là chúng ta sạc qua đêm nó không thành vấn đề. Ok, và câu hỏi tiếp theo đến bạn tên là Khang Phạm Hoàng. Anh ơi, có con máy nào tầm hơn 5 triệu một tí mà cân bằng tất cả các điều kiện không ạ? Với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là 5 triệu một tí, nếu bạn mua một con máy mới ở Việt Nam đi thì mình nghĩ rằng là có hai con, đó là con Poco M4 Pro, con đấy thì mức giá khoảng tầm 4 triệu 6 thôi. Đó, màn hình AMOLED, khả năng hiển thị ngon, hiệu năng Helio G96 thì tầm giá 5 triệu thì cũng ở cái mức là ổn áp rồi. Đó, pin trâu 5000, loa kép, sạc nhanh kháng nước nhẹ có đủ. Hoặc là tầm đó thì bạn có thể là cân nhắc hàng xích tay thì mình thấy rằng là có con Realme Q3S, Q3
Q3S thì có màn hình 144Hz, có con chip Snapdragon 778G, có pin trâu, có sạc nhanh, đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của bạn. Thì bạn thích hàng xách tay, bạn thích hàng chính hãng thì có thể lựa chọn nhiều cái lựa chọn cho nó phù hợp nhé. Lạc Lạc có hỏi mình là anh ơi, cho em hỏi là có máy nào chơi game tốt, pin khoảng 4000, Full HD Plus, cấu hình cao, ngon nhất tầm giá 4 triệu. Ngon nhất tầm giá 4 triệu thì nếu mà bạn căn sale mua con Redmi Note 11 là có thể mua được ở đó. Thì ngoài con Redmi Note 11 ra thì thời điểm hiện tại nếu bạn có thể mua ấy, có thể mua được con V Smart Aris hàng tồn kho. Mức giá bây giờ cũng loanh quanh vào tầm là 4 triệu thì mình thấy rằng là cũng hợp lý. Tại vì con này gần như có cấu hình mạnh nhất tầm giá với Snapdragon 730 rồi. Còn nếu như anh em lựa chọn những con điện thoại ví dụ như là Tecno Pova 2 này, ví dụ như là tầm 4 triệu bạn mua những con như là con Realme C35 các kiểu thì thực sự là cấu hình của nó không quá mạnh. Nếu cân nhắc thì có thể là cân nhắc ba lựa chọn: V Smart Aris, Redmi Note 11 và cũng như là con Realme Nazo 50 sẽ là những cái lựa chọn tốt nhất. Bạn San Santo có hỏi mình là hello anh, cho em hỏi năm 2022 Samsung A90 5G cũ tầm 5 triệu để chơi game có đáng mua không ạ? Đối với cá nhân mình thì mình đã trải nghiệm A90 5G rồi và có cái video chơi game A90 5G thì cũng đã lên ở trên kênh FB Channel của mình thời gian ngắn trở lại đây, và mình thấy rằng là A90 5G là một trong những con flagship hàng qua sử dụng. Chính xác hơn thì nó không phải là flagship mà nó cũng ở cái mức tầm trung thôi, hàng qua sử dụng mà mình thấy rằng là có được cấu hình này, có được trải nghiệm khá tốt. Đầu tiên là màn hình lớn AMOLED và khả năng hiển thị của nó rất là ngon rồi, chẳng qua là nó không có tần số quét màn hình cao thôi, nhưng mà tầm này thì 60fps khi mà chơi game quá ổn áp rồi anh em ạ. Pin trâu 4500mAh thì với những con 855 trong tầm này thì gần như không có máy nào có. Đó, sạc nhanh 25W có luôn. Nói chung là con này là một trong những con điện thoại mà mình thấy rằng là trong tầm giá khoảng tầm 4 triệu rưỡi đến 5 triệu thời điểm hiện tại rất là xứng đáng. Nói chung là mình không có gần như không có gì để chê con A90 5G, trừ một cái yếu tố là con này không có jack 3.5. Nếu mà có jack 3.5 nữa thì thực sự là best choice luôn. Và Chi Anh có hỏi mình là em muốn tư vấn nên là mua con Redmi 9C 128GB để chơi game nhẹ nhẹ như Liên Quân Free Fire được không ạ? Mong anh tư vấn cho anh nhiều sức khỏe. Con Redmi 9C là một trong những con điện thoại mà mình thấy rằng là phế nhất của nhà Xiaomi khi đem bán tại thị trường Việt Nam. Xiaomi nổi tiếng là một trong những thương hiệu mà cấu hình cao giá rẻ, nhưng mà con Redmi 9C thì mình thấy hoàn toàn không có. Helio G35 thậm chí là còn thua kém so với những thương hiệu điện thoại Trung Quốc khác, kể cả là so sánh với Tecno thì cũng thua kém khá là nhiều. Con Helio G35 là chơi game rất là đuối. Nó còn thua hơn cả con Tecno Spark 8T và nó thua so với cái hiệu năng của con Unistop T616 nhiều, nên là kèo này thì mình thấy không thơm. Kèo này thì bạn có thể cân nhắc mua con Nazo 50A Prime, vừa đẹp hơn mà có nhiều cái nó lại hay ho hơn so với con Redmi 9C rất là nhiều. Nhất là cái khoản thiết kế thì thực sự mình thấy rằng là con Nazo 50A Prime nó ăn đứt luôn. Hay là tầm đó thì bạn có thể là mua con Redmi 10C với con chip Snapdragon 680 thì mình thấy rằng cho Redmi 9C hít khói. Nói chung là không nên mua. Bạn Trọng Vũ Trọng Bách có hỏi mình trong cái video M23. Anh ơi, em muốn mua M23 trực tiếp thì mua ở đâu ạ? Thực ra ấy, Samsung lâu lâu có những cái deal và ra mắt những cái sản phẩm có mức giá thơm. Và như anh em biết là gần như đại đa số những sản phẩm đó để có được một cái mức giá thơm thì Samsung đã bán online các bạn ạ. Đã bán online thì người ta mới có được một mức giá khoảng tầm 5 triệu cho con M23. Còn nếu như các bạn mua offline thì chiếc máy này nó phải rơi vào khoảng tầm giá khoảng tầm 7 triệu. Thế nên là nếu mà kèo này anh em thích M23 thì bắt buộc chúng ta phải mua online rồi. Mà mua online với những cái sản phẩm điện thoại đến từ nhà Samsung mà hàng chính hãng như thế này, các bạn cũng không cần phải cân nhắc. Tại vì sao? Vẫn được bảo hành bởi Samsung. Trung tâm bảo hành của Samsung thì gần như tỉnh nào cũng có, nên là các bạn có thể là mua an tâm sử dụng và không cần lo lắng bất cứ một vấn đề nào cả. Đó, cái lý do tại sao mua online nó rẻ hơn thì nó không tốn tiền mặt bằng này, nó không tốn tiền nhân viên bán hàng này, nó không tốn tiền chia phí chiết khấu cho đại lý này, đặc biệt là những cái đại lý lớn như là Thế Giới Động, FPT Shop thì chiết khấu cực kỳ mặn luôn. Nếu mà Samsung muốn bán con máy đó với mức giá khoảng tầm 5 triệu thì bán ra những cái đại lý phải mức giá khoảng tầm hơn 6 triệu, 7 triệu, tại vì cái chiết khấu của đại lý đã rơi vào khoảng tầm là 20% rồi. Ok, đây là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi gì đáp đấy lần trước. Vậy thì các bạn nghĩ sao về những câu trả lời của mình? Sai chỗ nào, chưa đúng ở chỗ nào thì đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.